Nhiều năm gần đây, phường Hồng Tiến luôn nằm trong top đầu về tốc độ phát triển kinh tế xã hội của thành phố Phổ Yên. Điều này đồng nghĩa với khối lượng công việc gia tăng từng năm. Điển hình như trong 9 tháng đầu năm, phường đã phải tiếp nhận và giải quyết trên 1.200 hồ sơ. Một khó khăn nữa là địa phương này mới có 18 trên tổng số 21 biên chế. Để hoàn thành được nhiệm vụ, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của đội ngũ cán bộ, công chức địa phương. Từ tháng 1 năm 2023 thì cán bộ chuyên môn thì bây giờ là chỉ còn có một đồng chí thì luân chuyển. Do vậy là cái khối lượng công việc thì nó phải chịu áp lực rất nhiều trong những lĩnh vực mà trong công tác quản lý nhà nước về đất đai nói chung và về cái lĩnh vực mà trật tự xây dựng nói riêng. Trong giai đoạn chuyển đổi số, cải cách hành chính thì các cái công việc đòi hỏi chuyên môn ngày càng nâng cao lên. Thì bản thân tôi là những người đứng đầu cơ quan. Đầu tiên là phổ biến, triển khai, tổ chức thực hiện và kiểm tra cũng như là cái quan trọng đó là động viên. Vấn đề quản lý đô thị cũng đang tạo ra áp lực đối với đội ngũ cán bộ, công chức quản lý lĩnh vực này. Số lượng hồ sơ xin cấp phép xây dựng trên địa bàn trong 9 tháng đầu năm 2023 gia tăng đột biến với gần 900 giấy phép được cấp, tăng gấp 3 lần của cả 2 năm 2020 và 2021. Khối lượng công việc lớn dẫn đến việc chậm muộn là không tránh khỏi. Quá đột biến thì do đó phòng đã phải điều chỉnh lại cái hệ thống làm việc trong phòng, phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên. Trước đây thì phân công là một đồng chí thực hiện, tuy nhiên hiện nay chúng tôi phân công phải 3 đồng chí. Và với số lượng hiện nay của phòng thì vẫn là có 5 biên chế. Do đó giai đoạn tới chúng tôi tiếp tục đề nghị ban nhân thành phố phải bổ sung cái số lượng biên chế cho phòng. Không ngoài tình trạng chung, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Phổ Yên cũng đang trong tình trạng số lượng biên chế và hợp đồng ít, song phải giải quyết khối lượng công việc rất lớn. Chỉ tính trong 9 tháng đầu năm 2023, với 26 viên chức người lao động của chi nhánh đã tiếp nhận và xử lý gần 14.000 hồ sơ thủ tục hành chính. Tôi cũng đã thường xuyên quán triệt các cán bộ là nâng cao tinh thần trách nhiệm và giải quyết hồ sơ trước, đảm bảo đúng và trước hạn. Và trong quá trình giải quyết có vướng mắc thì báo cáo kịp thời để xin hướng xử lý, đảm bảo cái quy trình giải quyết là đúng theo quy định. Bên cạnh cái yêu cầu giao nhiệm vụ một cách cụ thể, đôn đốc thường xuyên cán bộ công chức để hoàn thành nhiệm vụ được giao, thì chúng tôi cũng có những giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi về các môi trường công tác, môi trường làm việc cho các đội ngũ cán bộ công chức, nhưng đồng thời cũng thường xuyên giáo dục và giữ nghiêm cái kỷ cương, trách nhiệm trong cái thực thi công vụ. Như vậy có thể thấy, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong bộ máy hành chính các cấp đang phải chịu nhiều áp lực trong công việc. Chính vì vậy, các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương cần tiếp tục có cơ chế quan tâm, tạo điều kiện động viên, khích lệ để đội ngũ này yên tâm cống hiến lâu dài.